kế thừa từ dược phẩm Đồng Tâm. Đến nay, dược phẩm Linh Lang đã có 10 năm mang sứ mệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe đến với khách hàng. Chặng đường phát triển, niềm tự hào lớn nhất của dược phẩm Linh Lang chính là giá trị tạo dựng và khẳng định trong niềm tin của cộng đồng xã hội đối với chất lượng của dược phẩm Linh Lang. Một thập kỷ tận tâm phục vụ, vượt qua bao gian khó, dược phẩm Linh Lang đang sải những bước dài vững chắc, đạt được nhiều thành quả đáng tự hào và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường dược phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Linh Lang được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2013, chuyên kinh doanh phân phối thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Từ nền tảng vững chắc được xây dựng kiên cố ngay từ đầu, qua 10 năm phát triển, dược phẩm Linh Lang đã trưởng thành nhanh chóng, ngày càng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Đến thời điểm hiện tại, dược phẩm Linh Lang đã xây dựng được hệ thống phân phối chuyên nghiệp, phục vụ trên 1.200 khách hàng là các quầy thuốc, nhà thuốc, phòng khám, quầy tạp hóa, mẹ và bé ở khu vực Nghệ An và lân cận. Trong suốt hành trình phát triển, dược phẩm Linh Lang luôn tận tâm trách nhiệm. Từ cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, kho bảo quản, bến bãi, xe vận chuyển, giao hàng đều được xây dựng trang bị hiện đại. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn sâu, dày dặn kinh nghiệm và cùng chung nhiệt huyết. Đặc biệt tất cả các khâu trong quá trình làm việc tại Linh Lang đều được thực hiện theo đúng quy trình thao tác chuẩn SOP đã được ban lãnh đạo công ty kiểm tra và phê duyệt, đảm bảo dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Nhờ vậy, dược phẩm Linh Lang có thể chủ động mọi mặt để đưa đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả cao nhất, giá cả hợp lý nhất, giúp cho nhiều người có cơ hội tiếp cận và sử dụng sản phẩm tốt. Các sản phẩm công ty phân phối đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, được lựa chọn từ những nhà cung cấp uy tín, có nhà máy sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, ISO. Bắt đầu từ năm 2023, dược phẩm Linh Lang triển khai thêm chính sách hợp tác quầy thuốc, nhà thuốc trực thuộc công ty. Đến nay đã ký hợp đồng với hơn 40 khách hàng. Cái định hướng phát triển hệ thống quầy thuốc, nhà thuốc trực thuộc công ty thì chúng tôi mới bắt đầu triển khai từ đầu năm 2023 này thôi. Là muộn nhưng cũng là chưa muộn. Chúng tôi đi chậm nhưng sẽ đi chắc. Chúng tôi muốn mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ càng, chú đạo thì mới bắt đầu thực hiện. Hợp tác mở quầy thuốc, nhà thuốc với Linh Lang là mối quan hệ hợp tác rất cởi mở. Hai bên cũng có lời, đồng hành, sẻ chia, cùng nhau phát triển. Và xa hơn nữa là chúng tôi mong muốn tạo ra được một tập thể mà ở đó các quầy thuốc, nhà thuốc sẽ được gắn kết với nhau, giao lưu, học hỏi, chia sẻ lẫn nhau, thân thiện với nhau như là một đại gia đình. Trải qua chặng đường một thập kỷ nỗ lực đồng hành và phát triển, đến nay dược phẩm Linh Lang đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường. Các sản phẩm của Linh Lang luôn được khách hàng hài lòng đánh giá cao. Nhờ uy tín và chất lượng, sự lao động chăm chỉ, làm việc nhiệt tâm với công việc, dược phẩm Linh Lang đã trở thành một công ty phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực phân phối của ngành dược, đưa công ty trở thành một thương hiệu đáng tin cậy với các đối tác, khách hàng khắp cả nước. Là quầy thuốc của công ty Linh Lang, tôi cảm thấy rất thoải mái, không bị áp lực. Công ty thì luôn hỗ trợ rất nhiệt tình, thường xuyên đào tạo, cập nhật các kiến thức chuyên môn và tư vấn cho tôi rất nhiều trong quá trình bán hàng. Vào công ty, tôi đã được hưởng chế độ phúc lợi xã hội đầy đủ. Như ngày 1 tháng 6 vừa rồi, vừa vào công ty thôi nhưng công ty cũng có quà gửi tặng cho con tôi. Rất cảm ơn quý công ty. Nói chung, tôi cảm thấy rất đúng đắn khi trở thành quầy thuốc của công ty và xác định sẽ hợp tác lâu dài. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty đã tạo ra một môi trường tuyệt vời để cho các quầy thuốc như chúng tôi được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. 10 năm đánh dấu một cột mốc nhưng cũng mở ra một chặng đường mới trong sự phát triển của dược phẩm Linh Lang. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để dược phẩm Linh Lang tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Với phương châm, sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi, dược phẩm Linh Lang đang từng ngày hoàn thiện, cải tiến để phù hợp hơn với thị trường, với khách hàng, hướng đến xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp hiện đại, theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế, đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.